Chào các bạn, hiện nay khi học sinh, sinh viên Việt Nam có ý định đi du học Singapore thì vấn đề lựa chọn được ngành học thích hợp không chỉ phù hợp với khả năng của bản thân mà còn phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm khi các du học sinh trở về Việt Nam. Thì ngoài ra, chương trình học tại Singapore rồi chuyển tiếp sang một nước khác học cũng là một vấn đề được nhiều bạn quan tâm. Thì Tương Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm làm hồ sơ tư vấn chọn trường, chọn ngành, xin giới thiệu đến các bạn chương trình đào tạo tại Học viện Phát triển Quản lý Singapore MDIS, được thành lập năm 1956, là học viện phi lợi nhuận lâu đời nhất Singapore, chuyên cung cấp các khóa học, hội thảo và dịch vụ quản lý danh tiếng trong nhiều lĩnh vực. Thì học viện cũng thường xuyên có những chương trình liên kết với các trường tại Úc, Pháp, Anh và Mỹ. MDIS đã xây dựng thành công chi nhánh đầu tiên tại Uzbekistan và đang xây dựng trường thứ hai tại Malaysia. Thì trường cũng có nhiều văn phòng tại châu Á, châu Phi và Trung Đông. Thì các chương trình đào tạo tại MDIS được liên kết và cấp bằng bởi các trường đại học danh tiếng như là Đại học Bradford, Nottingham Trent hay là Northumbria hay là West of England, Sewell, Sunderland hoặc là Penrose của Anh Quốc, Oklahoma City của Mỹ hoặc là Rhinover của Pháp, Southern Cross của Úc, với các cái ngành học đa dạng để bạn lựa chọn như là quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, tài chính kế toán, kinh doanh quốc tế, kinh doanh và marketing, marketing quốc tế, quản trị du lịch và khách sạn cũng như là quản trị khách sạn quốc tế, những cái ngành như là quản trị hội nghị và sự kiện, thiết kế thời trang và kỹ thuật chế tạo máy, kỹ thuật điện và điện tử. Thì những bạn thích ngành công nghệ thông tin thì sẽ có các cái ngành như là công nghệ thông tin, tin học và hệ thống thông tin. Những bạn thích cái ngành như là về y học thì có là pháp y, có cái ngành như là khoa học y sinh, quản lý y tế, truyền thông đại chúng cũng như là có một ngành tâm lý học. Và sự thực tế trong chương trình học của MDIS còn nằm ở các giảng viên. Thì giảng viên tại đây không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà họ còn có những người đang làm việc ở các vị trí quản lý. Thì các giảng viên sẽ truyền đạt đến cho các sinh viên không chỉ là kiến thức mà còn là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế mà họ đã trải nghiệm. Thì du học tại Singapore chi phí sinh hoạt thấp kết hợp với thời gian ngắn góp phần làm giảm gánh nặng chi phí cho các bậc phụ huynh. Và còn một điều nữa, đó là phụ huynh cũng như các bạn học sinh luôn quan tâm, đó là quyết định khi mà đi du học, đó là vấn đề học bổng và ưu đãi. Thì hiện nay MDIS đang cấp cái học bổng giá trị lên đến 68 triệu Việt Nam đồng cho sinh viên Việt Nam. Thì để được tư vấn kỹ hơn về chương trình học và học bổng ngành du lịch khách sạn cũng như các cái chuyên ngành khác tại MDIS thì kính mời phụ huynh và học sinh tham dự hội thảo tại Tân Đại Dương là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Thời gian là 10 giờ đến 12 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 7 năm 2014. Và đến với hội thảo, các bạn sẽ được chuyên viên tư vấn định hướng từng trường học cụ thể thông qua khả năng học tập của từng học sinh để bạn có thể chọn ngành, chọn cho mình phù hợp nhất. Thì đăng ký hội thảo qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập website tundaiduong.edu.vn vào chuyên mục hội thảo, các bạn sẽ được tư vấn chi tiết hơn.